tới rồi đây. Cái gì thế này? Sao em lại đạp xe? À, thì bởi vì đi taxi đến đây cũng tốn kém cả mấy trăm nghìn. Em đi xe đạp cho tiết kiệm. Cái gì? Tiết kiệm á? Vâng, bây giờ bọn mình sắp tổ chức đám cưới rồi, phải tiết kiệm tiền để còn lo cho tương lai nữa. Trời ơi, cô nghèo nàn tới cái mức mà mặc váy cô dâu xong đạp xe đạp tới dự lễ cưới của mình á? Ôi, cô làm tôi bất ngờ thật đấy. Tôi đi xe đạp thì có gì đâu mà cô ngạc nhiên. À, em thấy đi từ đây ra phường chỉ có 10 phút thôi. Anh đèo em ra đấy mình đăng ký kết hôn, xong rồi về tổ chức tiệc đãi khách cũng vừa đấy. Đạp đạp cái con khỉ ấy. Cô thích ấy, tự đi mà đạp. Anh làm cái gì đấy? Bình thường thì cô mặc đồ hàng hiệu như là thiên kim tiểu thư con nhà đại gia. Hóa ra là cô lừa tôi để cưới tôi đúng không? May mà tôi phát hiện ra đấy nhá. Em đã bao giờ nói mình là tiểu thư con nhà đại gia đâu. Là do anh tự suy diễn mà. Nói tóm lại là ấy, tôi không cưới loại lừa đảo như cô. Bây giờ nhá, cô cởi cái váy cưới này ra, trả cho tôi ngay lập tức. Ờ, thế hóa ra là bởi vì em nghèo thế nên anh muốn hủy hôn với em à? Cô nghĩ cái loại người như cô xứng đáng với tôi à? Nói tóm lại ấy, cô cởi cái váy này ra, trả cho tôi. Kìa, bỏ ra. Được rồi, chờ một chút. Anh Cường, em không ngờ cô ta lừa dối anh trắng trợn như thế. Thế nhưng mà bây giờ đám cưới thì phải làm thế nào? Khách khứa, người họ hàng tới hết cả rồi. Ngọc, em từng nói là em thích anh đúng không? Sao anh lại hỏi thế vào lúc này? Ngọc, vậy em đồng ý làm cô dâu của anh trong ngày hôm nay nhá. Thực ra anh cũng thích em lâu rồi, nhưng mà chả qua anh đồng ý với cô ta trước nên anh mới. Cô ta ấy cũng chỉ bằng 1/10 của em thôi. À không, cô ta không đáng để so sánh với em luôn ấy. Vâng, em đồng ý. Vậy em đồng ý là vợ của anh nhá. Bây giờ đợi cô ta trả váy cưới, rồi chúng ta sẽ lên phường làm đăng ký kết hôn, rồi chúng ta vào tổ chức đám cưới. Ngày hôm nay em sẽ là cô dâu của anh. Không ngờ sẩm con cá này mình lại có con cá khác ngon hơn. Em không sao chứ? Em cảm ơn anh. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy nhá. À, anh Cường này, anh có bạn gái chưa? Em hỏi như vậy thì có nghĩa là gì? Nếu anh chưa có thì em có thể làm bạn gái của anh không? Em để ý và thích anh từ ngày đầu tiên mới vào công ty làm việc. Bố em đến rồi, em phải về đây. Hẹn gặp anh ngày mai nhé. Xe ô tô đó là phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có một cái thôi. Đúng rồi, chỉ có chủ tịch của Ham Group mới có. Anh Cường. Bố của em ấy là chủ tịch tập đoàn Ham Group à? Anh nói thế là sao ạ? Chiếc xe đó ấy là phiên bản giới hạn, chỉ có một chiếc thôi, mà người sở hữu nó là chủ tịch tập đoàn Ham Group. Thì có nghĩa là em là con gái của chủ tịch tập đoàn Ham Group à? À, anh nói thế làm em ngại quá. Cái xe đấy thì có gì đâu chứ. Như vậy ấy, là đúng rồi. Nhưng mà nhà em giàu như thế, còn đi làm ở công ty làm gì nữa? À, em muốn tự mình đi lên học hỏi kinh nghiệm mà không dựa vào bố em. À, ra là vậy. Vâng. Thôi, em phải về đây. Anh cứ suy nghĩ về câu hỏi của em đi nhá. Alo bố ạ. Vâng, bố có thể đến dự đám cưới luôn của con được không ạ? Vâng, là chuyện cấp bách bố ạ, con sẽ giải thích sau. Vâng vâng, bố đến luôn nhá. Vâng, con chào bố ạ. Em sẽ là cô dâu của ai? Em sẽ làm anh hãnh diện, chứ không để mất mặt như cô ta đâu. Anh nói cái gì cơ? Anh muốn tổ chức đám cưới cùng với cô ta á? Thế tức là anh sẽ để cô ta làm cô dâu của anh thay thế cho tôi? Hóa ra anh đã có mối quan hệ mờ ám với cô ta đằng sau lưng tôi từ trước rồi à? Cô tránh xa vợ tôi ra. Vợ của tôi ấy là thiên kim tiểu thư, con gái một của chủ tịch tập đoàn Ham Group đấy. Cô đừng động bàn tay dơ bẩn vào người vợ tôi. Con gái của chủ tịch tập đoàn Ham Group á? Anh có chắc không? Chắc là cô ngạc nhiên lắm nhở? Người ta là thiên kim tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn lớn,
chứ không như loại cô. Đã nghèo rồi lại còn đi lừa đảo người khác nữa. Cũng may là tôi phát hiện ra sớm, nếu không ấy tôi đã bị cô lừa rồi. Anh, bây giờ mình đi đăng ký kết hôn đi, xong em còn phải về trang điểm mặc váy cô dâu nữa, không lỡ giờ lành. Mình đi thôi. Ơ Cường, thế ai là cô dâu? Dạ, đương nhiên đây là cô dâu của em rồi ạ. Em nói với anh nhá, vợ của em ý là con gái một của chủ tịch tập đoàn Ham Group. Lát nữa nhá, bố vợ em sẽ lái chiếc xe chỉ có một trên thị trường đến đây. Anh muốn chụp ảnh selfie ý, cứ bảo với em một câu. À thôi, anh lên trước đi, tí bữa em lên sau ạ. À, thì anh vào trước nhá, hai vợ chồng vào sau nhá. Bây giờ mình lên phường đăng ký kết hôn nhá. Mình đi thôi anh. Sao bố em không tới thế? Em cũng không biết nữa, chắc bố bận việc. Với cả mình báo gấp quá, chắc là bố chưa sắp xếp được công việc. Vậy thì để tuần sau anh sẽ tổ chức đám cưới thật to để bù lại, phải cho cả thiên hạ nhìn thấy đám cưới của vợ chồng mình ấy nó hoành tráng cỡ nào. Mà hơn nữa nhá, phải để cho tất cả mọi người biết vợ và bố vợ tương lai của anh nó tầm cỡ như nào. Sao cô vẫn còn ở đây? Đừng nói với tôi là cô vẫn nuôi hy vọng tôi sẽ quay lại với cô đi nhá. Nhưng mà cô dâu của ngày hôm nay chính là tôi rồi. Tôi và anh Cường đã đăng ký kết hôn xong xuôi cả rồi. Chắc là cô tiếc lắm nhở. Tôi và anh Cường bây giờ đã đường đường chính chính là vợ chồng. Cô mà còn cứ xuất hiện lởn vởn trước mặt anh ý, đừng có trách tôi đấy. Hai người suy nghĩ quá rồi đấy. Tôi đến đây không phải là để tiếc nuối. À. Hay là cô muốn vào trong ăn cỗ free đúng không? Chắc là thế rồi. Người nghèo như cô ấy, vì một cái cỗ free của người yêu cũ nên cũng đành phải trơ cái mặt ra. Cô nói cái gì cơ? Được rồi, cô chờ đấy. Tôi sẽ cho cô ăn cỗ free. Này, cầm lấy về mà kho mặn. Ăn dè chắc là cũng tiết kiệm được cả tuần tiền thức ăn đấy. Cô thấy tôi nhân từ chưa? Nhặt lên, cầm về đi. Hai người nhầm to rồi. Tôi đến đây chẳng phải là để tiếc nuối xin xỏ gì các người. Chỉ đơn giản là muốn tặng quà cưới cho các người thôi. Quà cưới? Cô thì có cái chó gì mà tặng quà. Đừng nói là lấy mấy cái đồng bạc lẻ ra làm quà cưới nhá. Hôm nay tôi đến đây có hai món quà cưới muốn tặng cho hai người. Và đây là món quà đầu tiên. Giấy vay nợ 10 tỷ Đỗ Việt Cường. Anh Cường, cái này là thế nào? Sao cô có cái này à? Thì tôi cũng phải tìm hiểu về chồng sắp cưới của mình chứ. Anh làm ăn thua lỗ, vay nặng lãi một xã hội đen cả hơn chục tỷ. Nhưng mà cũng may, bây giờ đã có cô thay tôi làm cô dâu của anh ta và cùng anh ta trả nợ rồi. Cô, thế có đúng là anh vay hơn chục tỷ không? À thì đúng là như vậy, nhưng mà chỉ có hơn chục tỷ thôi mà. Bố em đường đường là chủ tịch tập đoàn Ham Group, cái số tiền đấy đối với bố em thì cũng chỉ là mua đất inox thôi mà. Anh bảo em nói với bố em giúp anh đi. Chuyện này cái thái độ này của em là đang không muốn trả giúp anh đúng không? Nhưng mà anh nói cho em nghe này, bút xa ấy thì gà chết. Em đã là vợ của anh ấy thì số nợ này cũng là của em. Bố vợ em không muốn giúp ấy thì cũng phải giúp thôi. Anh lừa tôi. Làm sao? Chưa hết đâu, tôi vẫn còn món quà thứ hai muốn tặng cho hai người đấy. Alo, chú tới đi ạ. Dạ, bố ạ. Ui, bây giờ bố mới tới ạ. Nhưng mà không sao ạ. Con đã tính thế này, tuần sau con sẽ tổ chức lại đám cưới thật to, hoành tráng ạ. Cậu tránh nhá.
Đây là xe ô tô của cô Trang, con gái của chủ tịch tập đoàn Han Group. Còn xe của tôi chính là cái xe đấy. Tôi là lái xe riêng của gia đình chủ tịch. Thế hóa ra là Trang mới là con gái của chủ tịch tập đoàn Han Group. Còn cô là con gái của ông tài xế quen này. Cô dám lừa tôi à? Lừa cái gì mà lừa? Là anh tự nhận tôi là con gái của chủ tịch Han đấy chứ. Có bao giờ tôi nói mình là con gái của chủ tịch đâu. Cô không nói, nhưng mà cô không phủ nhận là lừa đảo con gì nữa. Là con gái của ông lái xe quen mà lúc nào cũng bày đặt mặt của hàng hiệu là ông bị tưởng nhầm. Anh gì hơn gì ai, nợ đầu ngập mặt như thế lại còn tỏ ra cao cao tự đại. Là tôi tưởng cưới được tổng tốt. Cô, trời ơi, con ơi là con. Cô đã nói với con bao nhiêu lần rồi, có thế nào thì mặc như thế. Mình nghèo thì nói là nghèo, lại còn dám nhận mình là con gái của chủ tịch nữa chứ. Chính vì thế cho nên mới dính vào cái của nợ này chưa hả? Bố, thế ai bảo bố không phải là chủ tịch? Xong bây giờ tôi con chả biết đâu. Bố nói cho con biết nhá, nợ của chúng mày ấy thì tỉ đi mà trả, không hơi đâu mà trả nợ cho chúng mày. Bố. Trang ơi, anh có mắt mà như mù. Tất cả ấy cũng chỉ vì là anh túng quẫn quá thôi nên anh phải làm như thế. Em ơi, cho anh một cơ hội để sửa sai. Mình quay lại với nhau em nhá, quay lại với anh nhá. Anh đúng là khốn nạn mặt dày thật đấy. Tôi có thể chấp nhận chồng tôi là một người nghèo, nhưng mà cái loại đàn ông khốn nạn lợi dụng phụ nữ để trả nợ như anh thì tôi không bao giờ chấp nhận được. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trang ơi, Trang. Tất cả là tại cô đấy. Tại anh ý, anh lừa dối tôi. Đồ lừa đảo. Cô. Đồ lừa đảo. Cô làm gì đấy? Tôi đang thay đồ mà. Thôi, tôi xin anh đấy, anh giúp tôi với. Giúp cái gì? Anh giấu tôi đi, cho tôi trốn trong áo khoác của anh. Cô kiểu sao tự nhiên lại trốn trong áo tôi? Tôi không có thời gian để giải thích cho anh đâu. Tôi xin anh đấy, anh giúp tôi với. Anh bị vô duyên à? Anh làm gì đấy? Tôi đang thay đồ mà. Tôi xin lỗi. Thế nhưng mà anh có thấy cô gái nào chạy vào đây không? Làm gì có cô gái nào? Ở đây chỉ có mỗi tôi thôi. Bực mình thật. Điên. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Chắc chắn hắn ta vẫn đang ở bên ngoài để tìm tôi. Tôi... Anh ơi, anh giúp tôi với. Anh giúp tôi trốn thoát khỏi đây nhá. Thôi rồi, tôi sẽ giúp cô. Anh chỉ thanh toán áo này ạ. Cho anh mua áo này nhá. Cái áo này thì đủ rồi ấy, nhưng mà anh giấu gì bên trong đấy ạ? Anh có giấu gì đâu, em yên tâm, trong không có gì đâu nhá. Làm sao tôi biết được, anh cho tôi kiểm tra đi, không tôi gọi bảo vệ đấy. Thôi rồi, đợi anh tí. Để tôi đến 1, 2, 3 chạy nhanh nhá. 1, 2, 3. Ôi, chạy đi, này, tôi bảo chạy đi mà, chạy đi, nhanh lên. Này. Em đây rồi. Em cứ trốn anh mãi thế. Em đừng quên là mai anh với em tổ chức đám cưới đấy. Đi về đừng có nghịch nữa. Đi về. Bỏ quá. Về. Bỏ quá. Bỏ quá. Phải báo công an mới được. Điện thoại mình đâu nhá? Chẳng lẽ cô ta dàn cảnh lấy trộm điện thoại mình à? Lâu lắm mới làm người tốt. Dính ngay quá. Một ba bốn sáu nghĩa là gì nhỉ? Xem nào. Sáng cái bộ nào nó hợp với em nào? Không được. Bộ này thì hơi sexy.
cái này à? Bộ này thì hơi quê. Đấy, cái này đi. Ôi, bộ này được đấy. Đó, đứng lên. Thử anh xem nào. Bỏ ra đi, tôi không thử đâu. Tôi sẽ không cưới anh. Sao em cứ khó chịu với anh thế nhỉ? Anh có gì không tốt đâu. Mà chưa kể sau này anh còn làm chủ tịch nữa. Em lấy anh, em muốn cái gì chả được. Anh cứ làm như tôi không biết là anh cướp vị trí đấy của bố tôi ý. Anh đã hại bố tôi thê thảm như vậy, bây giờ anh còn muốn cưới tôi. Anh có vấn đề về đầu óc à? Ờ kìa, sao em lại bảo là anh hại bố? Bố bị tai nạn mà em. Anh cũng buồn lắm. Thế nhưng mà anh phải cố gắng để còn cưới em nữa. Vì chỉ có khi nào cưới em thì anh mới bước chân đàng hoàng được vào trong đấy, nhận chức, thừa kế tài sản. Em biết chưa? Anh đừng có mơ. Tôi sẽ không bao giờ để anh đạt được mục đích đấy đâu. Thế thì em định làm cái gì? Em bây giờ như con cá nằm trên thớt ấy. Em mà ngoan ấy thì nó không bị đau đớn. Còn không ngoan ấy là bị phạt đấy. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì á? Muốn làm cái này này. Con chó này đấy mày. Anh bình tĩnh đã. Đừng để nóng giận mà làm hỏng việc lớn. Bây giờ anh đánh cô ta mà sưng má lên, ngày mai làm sao mà tổ chức được đám cưới. Em nói cũng đúng nhỉ. Vẫn là em suy nghĩ sâu sắc nhất. Này, cô nên học bạn thân của mình đây này. Biết điều vào thì mới nhanh chóng mà tìm được người thương yêu mình, biết chưa? Hai người đúng là cái loại mèo mả gà đồng. Một người là bạn thân của tôi, một người là người yêu của tôi. Vậy mà các người làm những cái trò này sau lưng tôi, lại còn hại tôi thê thảm như thế này. Ngọc, tao đã làm gì mày mà mày đối xử với tao như vậy? Nếu mày có trách ý, thì mày phải trách chính bản thân của mày. Mày ngu. Mày trách mày tin sai người. Mày hãy trách là cái gia cảnh của mày tốt hơn tao. Mày xinh đẹp hơn tao, mày giỏi giang hơn tao. Từ nhỏ đến lớn, những người tao yêu đều yêu mày. 25 năm cũng chỉ đến thế thôi. Bây giờ tao sẽ cho mày ở dưới chân của tao nếm trải tất cả những gì mà tao đã từng chịu đựng. Anh, với cái loại như này không cần phải nhiều lời làm gì, phí thời gian công sức. Chỉ cần cho cô ta dùng loại thuốc này, cô ta sẽ tê liệt và hoàn toàn nghe lời của anh. Cái thuốc này có phải là thuốc mà em cho bố cô ta uống trước khi đẩy xuống nước không? Chính xác. Thế nên là ông ta mới không thể vùng vẫy được, rồi chết đuối đấy. Khốn nạn. Các người đúng là lũ khốn nạn. Cô nói ít thôi. Chạy đi. Cô trốn đi, cô chạy nữa đi. Bây giờ không làm được gì đúng không? Thế thằng này không vội. Cái này này, cũng lâu lắm rồi anh với em chưa gần gũi với nhau nhỉ? Mày mở to cái mắt của mình ra mà xem tao lấy những cái gì của mày. Thôi, cho cô ta xem thấy đủ rồi, mình vào giường đi anh. Thế em ngoan ngoãn ở lại đây nhá. Anh xong việc ý, thành ra anh cưới em nhá. Hóa ra số trên cổ mình lại là mật khẩu nhà. Điện thoại tôi đâu? Sao cô không nói gì? Khốn nạn thật. Thằng chồng cô gây ra đúng không? Để tôi vào chốt nó một trận. Cô không muốn à? Thế cô muốn gì? Cô muốn tôi đưa cô ra khỏi đây à? Thôi rồi, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ không để cô ở chốn địa ngục ở đâu. Alo, thế nào rồi? Tìm được nó chưa? Sao chúng mày ăn hại thế nhở? Có mỗi một đứa con gái mà không tìm được à? Đi tìm đi! Anh, bây giờ khách khứa đến hết rồi mà cô dâu không có, thì phải làm thế nào?
còn cả lễ nhậm chức chủ tịch của anh nữa. Cứ bình tĩnh đã xem nào. Ai nói là không có cô dâu? Tôi đã đến đây rồi. Em về đây rồi. Em về thì may quá. Anh bảo này, anh với em ra làm đám cưới luôn nhá. Không quá giờ lành rồi. Đi. Hôm nay tôi đúng là cô dâu, nhưng mà chú rể của tôi không phải là anh, mà là anh ấy. Chàng ơi, em nghe anh nói đây. Anh biết là em đang bị sốc, em đang bị buồn chuyện của bố đúng không? Thế nhưng mà em cứ bình tĩnh đã. Bây giờ đám cưới anh mời hết họ hàng rồi, là khách khứa, khách hàng đến hết rồi. Mình không thể làm như thế được. Với lại là em không nhớ à? Bố bảo là em phải kết hôn. Em mà không kết hôn là không có một đồng một xu nào đâu. Thế anh không thử động não mà suy nghĩ xem tại sao tôi dùng mọi cách để trốn thoát khỏi đây, bây giờ lại tự mình dẫn thân về đây à? Chẳng qua là bởi vì tôi đã nắm được đằng chuôi để lật ván bài của anh. Tôi và anh ấy đã kết hôn. Chúng tôi bây giờ có thể đường đường chính chính để thừa kế tài sản và công ty của bố. Trang, bà với anh Đạt yêu nhau bao nhiêu lâu như thế rồi, bây giờ bà cưới người khác, làm sao mà cưới được? Hai đứa khốn nạn, chúng mày chơi tao đúng không? Chúng mày dám làm thế với tao à? Hả? Tại sao lại là nó? Nó có gì hơn tao? Em về với anh đi, em muốn cái gì cũng được mà. Còn mày, mày là thằng nào? Tại sao mày xúi chuyện của tao? Hay là mày muốn chia phần? Hả thằng chó? Anh thôi đi. Đến bây giờ mà anh vẫn còn mặt dày để nói những lời đấy cơ à? Anh hãm hại bố tôi, anh muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi, anh lại còn muốn tôi quay về bên anh á? Anh đừng có mơ nữa. Tôi có mắt đấy, cũng không ngu đâu. Em đang ngu, em đang rất ngu đấy. Em tưởng là em tìm một thằng ở đâu về kết hôn với nó là em có toàn bộ tiền tài, danh vọng, địa vị á? Đúng, em có thể có hết tiền, thế nhưng mà quyền lực nó vẫn nằm ở trong tay của anh. Anh chỉ cần hô một tiếng, toàn bộ tất cả cổ đông rút hết vốn. Lúc đấy anh xem em xoay sở thì kiểu gì. Anh bảo đây, em suy nghĩ lại đi. Bây giờ ấy, coi như là em quay về với anh, em làm đám cưới với anh, coi như là hai chúng ta như chưa hề có cuộc chia ly. Em nhá. Anh thích rút vốn thì cứ rút. Anh rút bao nhiêu tôi sẽ cho cô ấy gấp đôi. Mày im mồm đi. Mày có biết vốn bao nhiêu tiền không mà mày to mồm thế? Bao nhiêu? 100 tỷ hay là 200 tỷ? Tôi thấy là anh bận lo cho đám cưới quá, đã bỏ qua một số chi tiết trong cuộc họp rồi. Công ty đối tác của anh đã thay người điều hành rồi đấy. Cái gì cơ? Anh là chủ tịch của Ha Group à? Đúng rồi. Bây giờ chính anh mới là người mất hết đấy. Chàng ơi, em nói anh đi. Không phải đúng không? Thằng này là diễn viên, em thuê về để dọa anh thôi đúng không? Chàng, Anh thực sự là chủ tịch của tập đoàn Ham Group á? Anh và em có duyên quen với nhau từ nhỏ, nhưng mà sau đó anh ra nước ngoài du học. Khi gặp em ở shop quần áo, anh đã ngờ ngợ rồi. Nhưng về sau biết tên của em thì anh mới chắc chắn. Em yên tâm, gia đình của anh và gia đình của em có mối giao tình rất là tốt. Không vì một vài lời nói của tên kia mày dễ dàng rút vốn đâu. Khốn nạn, chúng mày hùa với nhau để chơi tao đúng không? Được, chúng mày chơi đi, tao có cách khác để chơi lại chúng mày. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ anh không có thời gian để dở những cái mánh khóe đấy ra nữa đâu. Toàn bộ bằng chứng hai người hãm hại bố tôi đã gửi hết cho công an rồi. Mày làm gì có bằng chứng gì? Bằng chứng bọn tao tiêu hủy hết rồi. Đúng, cái điện thoại của cô ấy tôi tịch thu rồi. Cô làm cách nào? Toàn bộ lời thú nhận hành vi tội ác của hai người. Chính là điện thoại tôi lấy được từ anh ấy. Hai người cứ chờ mà ngồi tù đi. Không, cô thấy chưa? Tại cô đấy, tất cả là tại cô tôi ra nông nỗi này đấy. Bây giờ cô ở đây mà chịu. Anh đừng bỏ em. Anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi những ngày qua, khiến cho anh phải dính vào mớ hỗn độn của tôi, lại còn cả chuyện hôn nhân của tôi nữa. Đợi sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao công ty, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Sao ly hôn? Mà anh mới tìm ra được một người ưng ý, ai nói với em là anh muốn ly hôn chứ? Thế anh muốn sao? Anh thích em không vì tài sản đâu, mà là anh thích em thật lòng. Em mới lên điều hành công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn,
nhưng mà anh sẽ hỗ trợ cho em. Anh sẽ dùng tấm chân tình này để em thích anh như cách mà anh thích em từ rất lâu rồi. Em đã vất vả rồi. Vậy bây giờ mình đi làm đám cưới nhé.